Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. U16 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước U16 Uzbekistan ở giải U16 quốc tế 2024. U16 Việt Nam vừa thua đậm 0-4 trước U16 Trung Quốc ở trận ra quân tại giải U16 quốc tế 2024. Do vậy, thầy trò huấn luyện viên Ritiano Rognan rất quyết tâm ở trận đấu thứ hai với U16 Uzbekistan. Cho dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng U16 Việt Nam đã có chiến thuật hợp lý, tận dụng tốt sai lầm của đối phương để giành chiến thắng sốc 3-0 trước U16 Uzbekistan. Ở lượt trận cuối, U16 Việt Nam sẽ đối đầu với U16 Nhật Bản. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 35 ngày 20 tháng 8 năm 2024. Giải U16 quốc tế 2024 là giải đấu do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức diễn ra từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2024 tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Linh, Trung Quốc với sự tham dự của bốn đội tuyển U16 quốc gia Việt Nam, Nhật Bản, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc. Phút thứ 15, U16 Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của Việt Long. Kết thúc hiệp 1, U16 Việt Nam vẫn duy trì lợi thế một bàn trước U16 Uzbekistan. Hai đội đều có những cơ hội nhưng chỉ có U16 Việt Nam tận dụng thành công để dẫn trước 1-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Bàn thắng thứ hai của U16 Việt Nam được ghi ở phút thứ 51. Người ghi bàn cho chúng ta là Văn Bắc Phút 70, U16 Việt Nam tiếp tục khiến U16 UCB kích tăng ôm hận. Lần này Thiên Phú là người ghi bàn, lần tỷ số lên 3-0. Trung cuộc, U16 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U16 UCB kích tăng.